What the hell? Sáng sớm ru một mình nó đi uống cà phê với tôi thôi, mà nào ngờ nó rủ nguyên một đám hai mươi mấy người. Giàu tiền đâu mà trả bây giờ đây? Một năm có 365 ngày. Một tháng có bao nhiêu ngày vui? Sao tôi phải nhớ? Sao phải nhớ? Cứ sao tôi phải chờ? Sao phải chờ? Trong những giấc mơ. Tại sao tôi như vậy? Người dối lừa. Cũng bởi tôi thật thà. Tại sao tôi phải nhớ? Sao phải nhớ? Cứ sao tôi phải chờ? Sao phải chờ? Trong những giấc mơ. Tại sao tôi như vậy? Người dối lừa. Cũng bởi tôi thật thà. Một năm chỉ có 365 ngày, một tháng chỉ có 30 ngày hoặc là 31 ngày. Để tính tháng 2 thì chỉ có 29 ngày. Không được thời gian để mà yêu thương, lại được thời gian để mà danh hơn. Yeah, là một người đàn ông tốt thì luôn luôn bị các chị em phụ nữ nghĩ sai nè, và luôn bị nghi ngờ. Một năm có 365 ngày, chứ muốn nhiều. Một tháng có bao nhiêu ngày vui? Ai biết. Tại sao tôi phải nhớ? Nhớ làm gì? Cứ sao tôi phải chờ? Sao phải chờ? Sao tôi như vậy? Người dối lừa. Thiệt hả? Cũng bởi tôi thật thà. Tại sao tôi phải nhớ? Sao phải nhớ? Cứ sao tôi phải chờ? Chờ làm gì? Trong những giấc mơ. Tại sao tôi như vậy? Người dối lừa. Thiệt là tội nghiệp. Cũng bởi tôi thật thà. Sao tôi như vậy? Người dối lừa. Tội nghiệp thì cũng bởi tôi thật thà. Tại sao tôi phải nhớ? Sao phải nhớ? Cớ sao tôi phải chờ? Sao phải chờ? Trong những giấc mơ. Tại sao tôi như vậy? Tại vì anh thật thà. Người dối lừa. Thiệt là tội nghiệp quá đi. Cũng bởi tôi thật thà.